Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, thiệt giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cũng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, thân giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, ý giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, địa giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, thủy hỏa phong không thức giới cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, thánh đế khổ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Thánh đế tập diệt đạo cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, vô minh cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, bốn tịnh lự cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, bốn niệm trụ cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, pháp môn giải thoát không cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, bố thí ba la mật đa cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, năm loại mắt cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Sáu phép thần thông cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, mười lực của Phật cũng phải là chân vô lậu, chẳng đọa tam giới.
Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng phải là chân vô lậu, chẳng đoạn tam giới. Vì sao? Vì 10 lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng, bản tánh đều không. Vì sao? Vì bản tánh của pháp không là chân vô lậu, chẳng đoạn tam giới, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu vì các pháp tâm sắc không có các tánh của tâm sắc đều chẳng nên thủ trước, thì tất cả pháp đều phải bình đẳng, không có sai biệt, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, nếu tất cả pháp nhất định không có sự sai biệt, thì tại sao Như Lai nói các pháp tâm sắc có các thứ sai biệt? Thiện Hiện đáp, đó chính là Như Lai tùy thế tục mà nói có các thứ sai biệt, chẳng phải do thật nghĩa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu tất cả các pháp tâm sắc của phàm phu ngu si, thanh văn, độc giác, bồ tát, Như Lai, bản tánh đều không, là chân vô lậu, chẳng đoạn tam giới, thì bậc thánh, phàm phu và trí nhất thiết cùng với chẳng phải trí nhất thiết đều phải bình đẳng, không có sai biệt, phải không? Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã nói. Xá Lợi Tử hỏi, nếu các phàm thánh nhất định không có sự sai biệt, thì tại sao Như Lai nói các phàm thánh có các thứ sai biệt? Thiện Hiện đáp, đây cũng là do Như Lai tùy theo thế tục nói có các thứ sai biệt này, chẳng phải là do thật nghĩa. Này Xá Lợi Tử, như vậy, Đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên đối với sự phát tâm Bồ Đề, tâm vô thượng, tâm chẳng gắn bó với tất cả thanh văn độc giác, chẳng ỷ lại, chẳng đắm trước, đối với tất cả pháp cũng không chấp thủ, do vì nghĩa này mà gọi là Mahātāt. Lúc bấy giờ cụ thọ mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói do nghĩa này mà Bồ Tát còn gọi là Mahātāt. Phật bảo mãn từ từ, tùy ý ông cứ nói, mãn từ từ bạch. Bạch Thế Tôn, do các Bồ Tát, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức, phát tâm hướng đến đại thừa, y cứ đại thừa, nên còn gọi là Mahātāt. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi mãn từ từ, vì sao Đại Bồ Tát muốn lợi lạc tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức? Mãn từ từ đáp, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Đề chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu hành Bồ Đề. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi an trú bố thí Ba La Mật Đa, khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu bố thí Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi an trú tịnh giới Ba La Mật Đa, khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu tịnh giới Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi an trú an nhẫn Ba La Mật Đa, khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu an nhẫn Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi an trú tinh tấn Ba La Mật Đa, khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi an trú tịnh lự Ba La Mật Đa, khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì một số ít hữu tình được lợi lạc, mà chính là vì tất cả hữu tình được lợi lạc nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức lợi lạc hữu tình chẳng bị hạn cuộc, nghĩa là chẳng nghĩ thế này: ta đã giáo hóa được số hữu tình như vậy khiến chứng đắc vô dư niết bàn, một số hữu tình như vậy chẳng khiến được chứng đắc. Ta đã giáo hóa số hữu tình như vậy khiến an trú quả vị giác ngộ cao tột, một số hữu tình như vậy chẳng khiến được an trú. Nhưng Đại Bồ Tát này đều khiến tất cả hữu tình chứng đắc vô dư niết bàn và an trú quả vị giác ngộ cao tột, nên mặc áo giáp đại công đức như vậy.
Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khởi lên ý nghĩ thế này: ta nên tự viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình. Đối với bố thí ba la mật đa, tu hành khiến được viên mãn, ta nên tự viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình. Đối với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, tu hành khiến được viên mãn, ta nên tự an trú trong cái không nội, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến được an trú trong cái không nội. Ta nên tự an trú trong cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến được an trú trong cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Ta nên tự an trú trong bốn tịnh lự, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành bốn tịnh lự. Ta nên tự an trú trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Ta nên tự an trú trong bốn niệm trụ, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành bốn niệm trụ. Ta nên tự an trú trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Ta nên tự an trú trong pháp môn giải thoát không, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành pháp môn giải thoát không. Ta nên tự an trú trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Ta nên tự an trú trong năm loại mắt, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành năm loại mắt. Ta nên tự an trú trong sáu phép thần thông, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành sáu phép thần thông. Ta nên tự an trú trong mười lực của Phật, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành mười lực của Phật. Ta nên tự an trú trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng giáo hóa cho tất cả hữu tình khiến tu hành bốn điều không sợ, cho đến trí nhất thiết tướng. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Hết quyển thứ 47.